bà xã đang làm thịt gà. Mà gia đình có mâm cỗ thịt con gà, anh em chia sẻ. Đây, chục mít. Đang xào tường để nấu bí nha các bạn ơi. Làm bát chay bí lắm rồi này. Đấy, gia vị làm món lem này. Thịt đã xay sẵn rồi các bạn. Cho vào trứng vào nữa. Đây. Mới bẫy được mấy em vành quyền vẫn đang dạn nhảy túi bụi. Đây, hai em này nữa. Quà mới sắm ở đùi cu. Treo em khuyên là lên cho nó hót. Nhà các bạn nuôi rất nhiều khuyên, các bạn vợ thì khuyên. Mềm rán các bạn. Ôi giời. Đây các bạn này, xôi đồ đã đồ xong rồi. Năm nay nhãn quả rất sai này. Mỗi chùm nó cũng phải cả cân. À, nhưng mà được cây này, cây kia thì ít quả. Đấy. Kia thì lưa thưa. Cây này thì sai hơn. Bởi em này kém. Đấy,
Ở đây quay mới đang gói bây giờ mới là vàng mới có mùi thơm này này. Ươm này các bạn ơi, ăn nóng này ngon lắm. Người ta làm bếp người ta phải đeo cái tạp dề ở đây. Đấy, na mùi thơm lắm rồi. Đây các bạn ơi, ui trời. Ôi cả nhà ơi, ngon chưa? Quá tuyệt vời. Này các bạn này, gà nuôi lâu rồi, những cái da, da trông dai, gà dai này, đấy. Gà này ăn rất là mấy chất lượng này. Đây đường, hai đĩa lem đã ngon lành cả nhà. Đây, với nhân vật nổi tiếng đầu bếp chính Lê Thị Khuyên Kỳ. Làm mà vẫn lẩm bẩm hát vui tươi. Ngoài trời đang đổ mưa thì các bạn ơi. Đây, hôm nay là báo như thế mà vẫn mưa ròng rã các bạn ơi. Ui dồi, xong rồi. Mưa rất to. Mời cả nhà nhá. Nhi nó đi làm tối, nó đi về giờ nó ngủ cho đến chiều rồi cũng chưa ăn đi theo lại đi. Mai chắc lần rồi kìa. Chân đã ngon quá. Bà mai lần lần với tôm được. Hỏi nó bảo bà là có làm một lâu bà cứ hỏi hỏi là lợp chưa nó chả nó sao nó làm tôm bà lợp chưa bà đã xanh nền chưa hôm tại người nó vuông nào cái chân lợp có xong chưa thì lúc nào hỏi bên chúa hôm qua rồi cả thằng đi làm còn mà hai đứa mà bà bảo ăn cơm nhưng mà nó không ăn. Hai người một người đấy, một người về. Cả cái thằng chồng như quan. Quê. Không phải thằng quê thằng gì nhỏ quảng. Ở Phước à? Còn nhỏ quảng. Cùng hai đứa phụ đéo là mẹ. Cắn nhau hai con này để kết thì. Thế là. Làm đây cứ ngủ dậy muộn rồi thôi nó làm con bốn năm bố rồi đã làm to mấy cân bốn cân một con nóng rồi này cũng bia mát làm cái nem ngon nem nhà nào nem đỏ cá đâu cá con không nữa. Lấy cái khay kia kìa. Không có đá nhỏ à? Ôi, không nào có đá nhỏ. Có cái đá nhỏ nhưng mà đá bé tí như là lửa cái chanh này. Đấy thì làm đá đấy thôi. Ở đây cho vào một tí tàn. Đá ngoài là. Đó. Đó. Tiếp. Đá đi. Dài là đuôi nó ngon, ăn chất lượng. Dài, đầu, ngọt. Khi mày con thì phải đến... Thì mày mấy cân? Thì lâu quá. Đuôi. Dạ đuôi là đâu ăn được không? Cánh thì đổ ra. Ăn cái củ cánh, cái chân nó ngon. Ăn mùa này thì nó dài còn. Ăn cái gì đã ngon
đâu chả cam đâu úi giời chả cam cái thùng không to mà nuôi cân thì mắc là răng. Để ăn cái khay đá này này đấy. Quả này to mẹ đá, khay đá to vào đấy. Đá to mấy mà tàn. À, nóng quá rồi. Hôm nay nó mát mát. Nó có cái khay đá của nó. Em mà lướt đi. Ô, à, mấy cái đĩa vào đây đâu vứt bỏ kia để vứt xương. Doanh làm ở chỗ nhà Quy Hoa Quả này, nhà Thư Quy Hòa này. Có ít tiền. Tiền thì cứ nhặt mỗi cái quả vải bóc ra lên ít tiền. Thế thì mình học làm. Các bạn hơn trăm. Bây giờ đâu, đang mười làm một buổi về thấy mạnh làm như là. Ngồi nhiều đông nó cũng lỡ rồi, nó đóng hộp ở trong bò, ba đứa nhưng mà nhà nó hết mười việc rồi. Hôm nào có nó mới gọi cho mình. Nhờ quanh chân vào. Chân vào. Chúng ta có một lớp. Để hết đi. Để đi rồi. Nó quá. Cốc bia được khác không? Cốc bia vào ăn no thì đã ngon. Cốc bia đây. Làm miếng đen thôi. Thôi, bỏ lại. Nó quá. Dạ. Nó quá rồi. Ngắt người. Chào chưa, chào các bác chưa. Chào anh Lê Vy kìa. Nay các bạn hết. Ở video của Trung Nghĩa xin tạm dừng ở đây nha. Xin hẹn các bạn video lần sau nha. Chào Lê Vy nha. Chào đi. Chào các bạn. Đưa tay lên đâu kìa, ngại à.